Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến một mẫu nồi của Tiger. Thì mẫu nồi này là mẫu nồi GPX A06, tức là nồi 06 lít đấy các bạn. Thì đây là 0.A060 nhé các bạn, năm 2014 này. Đấy. Thì đây là nồi 06 lít thì các bạn nấu được khoảng hơn 1,5 bát gạo các bạn. Mình phục vụ gia đình khoảng 3 người ăn. Đấy. Thì cái mẫu nồi này phục vụ cho như ví dụ như mình giả sử như ông bà quê các bạn, đấy, mình mua mẫu này mình cho ông bà quê nấu thì phục vụ cho hai ông bà đấy, với lại khoảng thêm 1 đến 2 người ăn nữa là vừa nhé các bạn. Đây là nồi Tiger cảm ứng xoong gốm áp suất 2 bi, đây là mẫu cao cấp nhất của Tiger nhé các bạn. Đấy. Rồi mình xoay cho bạn xem nhé, cái này là trong cái kiện hàng đấu giá của mình trưa nay đấy các bạn, nồi còn rất là đẹp luôn các bạn nhìn này, đấy, rất là bóng luôn nhá, đấy, thông số đây, còn cực kỳ mới luôn các bạn. Cái này là người ta ở bên Nhật mình người ta ghi mô tả các bạn, người ta dùng mới tính ra chắc khoảng được 3 tháng đấy, người ta dùng 3 tháng. Nhưng các bạn biết rồi, ở Nhật ấy, không ai mà nấu mà một bữa một ngày mà 2 bữa đâu các bạn, thậm chí là một tuần khi người ta nấu 1-2 lần thôi, mà cái này người ta dùng như vậy nên nó còn rất là mới luôn các bạn đấy, còn cực kỳ mới nhá. Rồi mình bê chúng cho các bạn xem, cái này là không bẻ vỡ gì nhé các bạn, có bẻ vỡ thì mình sẽ không quay, bởi vì mình không lấy, chỉ trừ những trường hợp nào mà mình không biết thôi, còn bẻ vỡ thì mình phải bắt thường họ. Rồi đây các bạn nhìn cái gioăng này, thấy chưa, bạn thấy không, gioăng rất là mới luôn đây, cái cụm này nó còn xanh đét luôn các bạn này, quả suất còn xanh đét luôn này đấy, bởi vì người ta dùng mới được khoảng 3 tháng mà các bạn, mà một khoảng 2-3 ngày người ta nấu mới một lần nên nó còn rất là mới đấy. Xong các bạn này, không bong chóc gì luôn nhé các bạn. Đấy, những cái chấm chấm này là không phải là chảy đâu nhé các bạn. Đấy, đây là bụi thôi. Đấy, bụi thôi các bạn, không phải chảy đâu nhé. Đấy, xoong này còn rất là đẹp luôn nhé các bạn. Xoong gốm này, đây 0.63 lít. Đây các bạn nhìn này, cái này ước lượng chắc mình nghĩ chắc khoảng nấu là khoảng gần 2 bát gạo các bạn. Đấy, rồi bên trong đây, không bể vỡ gì nhé các bạn. Rồi thì mình sẽ ghi điện thử cho các bạn xem nhé, các bạn nhớ ghi điện 100 nhé các bạn. Đây này là cảm ứng đây các bạn này. Đấy, thì cái nồi này là cái người bên kia người ta cũng đang chọn cái mục nấu gạo trắng, cái người này ngày này là người ta ăn gạo trắng nhé các bạn, tại vì mình chưa ghi điện luôn các bạn, khi nhận giờ thì hôm nay mình giờ mình ghi điện này thì người ta đang ăn gạo trắng, người ta đang nấu bước 2 này. Đấy, thì mình điều chỉnh cảm ứng bằng ở đây các bạn này. Đấy. 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 Rồi, cái mục này là các bạn là cái mục nấu ngon nhất, nấu gạo trắng ngon nhất. Thì nó cho các bạn tùy chọn gọi là đầy đủ nhất. Ví dụ như là cơm cháy này, mức 3 này, 1 2 3 này. Đấy. Rồi đây là mức độ dẻo đấy các bạn, tơi này, bình thường này, cực kỳ dẻo này. Đấy. Thì mình khuyên các bạn là mình nên chọn mức 2 thôi, còn nếu bạn nào muốn ăn tơi thì các bạn chọn mức 1, còn ăn dẻo thì mức 3. Đấy. Rồi, mình nhấn nút nấu. Đấy, 48 phút nhé các bạn. Đấy, thì cái này nó có cái motion sensor này các bạn này. Thì thực tế cái gọi là cái mẫu nồi cao cấp nhất thì họ trang bị cái này, gọi trang bị hết công nghệ cho cái nồi này. Nhưng mà mình nói thật là cái công nghệ này nó chưa cần thiết các bạn. Giả sử như tắt màn hình ấy, thì các bạn gõ một cái vào đây nó tiện hơn. Tiện hơn là các bạn đưa tay qua. Đấy, cái thao tác này nó tốn thời gian hơn và nó mệt hơn. Rồi, thì cái mẫu nồi này mình đang bán với giá là 3,5 triệu nhé các bạn. À, cái đèn chớp chớp này các bạn này, đấy là cái hình như cái phím đồng hồ này các bạn, nó bị liệt nhé các bạn. Đấy, các bạn không điều chỉnh được cái đồng hồ nữa. Đấy, tại vì mình này, các bạn nhìn này, đúng là cái đồng hồ này cảm ứng được nhưng mình đưa tay nó không điều chỉnh được nữa các bạn này. Đấy, coi như mình này, mình nấu này. Đấy. Đấy, coi như là cái không đồng hồ, nó không có đồng hồ nữa nhé các bạn. Đấy, còn nếu mà để mà mình hỏi thợ xem có cách nào can thiệp vào để cho nó hoạt động lại hay không. Nhưng mà hiện tại thì cái giá 3,5 triệu là các bạn chấp nhận giúp mình về cái vấn đề là không có đồng hồ nhé các bạn. Đấy. Thì thực tế là can thiệp thì mình nghĩ là có được, có khả năng là được. Nhưng mà cái nồi còn rất là đẹp luôn các bạn, rất là mới luôn. Các bạn nhìn ở ngoài các bạn mới thấy cái mức độ mới xanh của nó. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Cái viền chrome này không có một bong chóc gì luôn các bạn. Bởi vì người ta mới dùng có 3 tháng mà. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi. À, tiện đây thì mình chia sẻ thêm các bạn. Hôm nay mình có hai cái máy cái kiềm này các bạn này, ion kiềm, thì có một anh khách
ở Tân Bình các bạn, anh ấy mua ủng hộ mình rồi. Thì bạn nào có nhu cầu mua máy này á thì cứ liên hệ mình, tại vì tuần tới thì mình về tới ba cái nữa đấy, thì hôm nay mình em đặt thêm được một cái nữa là thành 4 cái. Thì cái anh này anh mua về anh ấy mở trường mầm non đấy các bạn, mình nhớ cái địa chỉ là số 33 Núi Thành đấy, cái trường mầm non của anh ấy sắp khai trương. Thì anh ấy sẵn sàng là mua tất cả 8 cái các bạn, anh đặt mình là 8 cái thì anh mở 8 8 8 lớp học ấy, thì anh ấy đặt cho mình là 8 cái đấy. Anh ấy về anh ấy phục vụ cho chắc có lẽ là cho trẻ mầm non đấy các bạn đấy. Thì cái trường này mình thấy là đầu tư khá bài bản luôn, họ mua cái máy này về để về thay cho nước lọc, tại vì nước lọc thực tế không không phải là vệ sinh đâu các bạn, mình chia sẻ thật là nước lọc chưa chắc là vệ sinh đâu, nhưng mà cái máy này là cực kỳ an toàn, cực kỳ sạch sẽ luôn, thậm chí còn có lợi cho sức khỏe nữa đấy. Thì qua video này thì bạn nào muốn mua cái máy này thì liên hệ của mình nhé. Đấy, thì mình sắp về mấy cái đấy với lại cái nồi cơm này rồi, bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.